tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, theo các nguồn tin tình báo châu Âu được Reuters trích dẫn, hàng chục quân nhân Nga đang được huấn luyện ở Iran để sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm gần PHAD-360. Iran cũng sẽ chuyển giao hàng trăm tên lửa dẫn đường vệ tinh đến Nga để phục vụ cho cuộc giao tranh ở Ukraine trong thời gian tới. Reuters dẫn nguồn tin tình báo cho biết các đại diện Bộ Quốc phòng Nga được cho là đã ký hợp đồng vào ngày 13 tháng 12 năm 2023 tại Tehran với các quan chức Iran về hệ thống PHAD-360 và một hệ thống tên lửa đạn đạo khác do Tổ chức Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Iran sản xuất, gọi là Erbabin. Các quan chức tình báo nói rằng nhân viên quân sự Nga đã đến Iran để học cách vận hành hệ thống phòng thủ PHAD-360 có tầm bắn tối đa 120 km và đầu đạn nặng 150 kg. Bước tiếp theo có thể sau đào tạo sẽ là việc giao tên lửa thực tế đến Nga. Theo một chuyên gia quân sự, Moscow sở hữu các tên lửa đạn đạo của riêng mình. Nhưng việc cung cấp PHAD-360 có thể cho phép Nga sử dụng nhiều tên lửa của mình cho các mục tiêu xa hơn ngoài tuyến đầu, đồng thời sử dụng đầu đạn của Iran cho các mục tiêu gần hơn. Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, Mỹ và các đồng minh NATO cùng các đối tác G7 đã sẵn sàng đưa ra phản ứng nhanh chóng và nghiêm khắc nếu Iran tiếp tục thực hiện các chuyển giao như vậy. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, điều này sẽ đại diện cho sự gia tăng đáng kể trong việc Iran ủng hộ Nga chống lại Ukraine. Nhà Trắng đã nhiều lần cảnh báo về mối quan hệ đối tác an ninh ngày càng sâu sắc giữa Nga và Iran kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga không phản hồi yêu cầu bình luận. Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng Iran đã thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với Nga trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hợp tác quân sự. Tuyên bố cho biết thêm, từ góc độ đạo đức, Iran tránh chuyển giao bất kỳ vũ khí nào, bao gồm cả tên lửa, có thể được sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine cho đến khi nó kết thúc. Nhà Trắng từ chối xác nhận rằng Iran đang đào tạo quân nhân Nga về tên lửa PHAD-360 hoặc rằng Iran đang chuẩn bị chuyển giao vũ khí cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine. Các nguồn tin tình báo không cung cấp khung thời gian cụ thể cho việc giao hàng dự kiến của tên lửa PHAD-360 đến Nga, nhưng cho biết việc này sẽ sớm xảy ra. Họ cũng không cung cấp thông tin về tình trạng của hợp đồng Erbabin. Một nguồn tin tình báo từ một cơ quan châu Âu khác cho biết họ cũng nhận được thông tin rằng Nga đã cử binh lính sang Iran để huấn luyện sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo của Iran mà không cung cấp thêm chi tiết. Một quan chức cấp cao giấu tên của Iran cho biết Iran đã bán tên lửa và máy bay không người lái cho Nga nhưng chưa cung cấp tên lửa PHAD-360. Không có lệnh cấm pháp lý nào đối với Tehran trong việc bán những vũ khí như vậy cho Nga. Quan chức cấp cao giấu tên của Iran nói, Iran và Nga tham gia vào việc mua bán các linh kiện và thiết bị quân sự lẫn nhau. Cách mỗi quốc gia sử dụng thiết bị này hoàn toàn là quyết định của họ, đồng thời thêm rằng Iran không bán vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc giao tranh ở Ukraine. Cho đến nay, sự hỗ trợ quân sự của Iran cho Moscow chủ yếu giới hạn ở các máy bay không người lái tấn công Shahed, những thiết bị mang một phần nhỏ của số lượng thuốc nổ và dễ bị bắn hạ hơn vì chúng chậm hơn so với tên lửa đạn đạo. Thông tấn xã bán chính thức Tasnim của Iran cho biết, vào tháng 7 năm 2023, hệ thống đã được vệ binh cách mạng Hồi giáo của nước này thử nghiệm thành công. Một nghiên cứu viên cao cấp về quyền lực không quân tại Viện Dịch vụ Vũ trang Hoàng gia có trụ sở tại London cho biết, việc giao số lượng lớn tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Iran đến Nga sẽ cho phép gia tăng thêm áp lực lên các hệ thống phòng thủ tên lửa của Ukraine đã bị căng thẳng nghiêm trọng. Nghiên cứu viên cao cấp nói, như là các mối đe dọa tên lửa, chúng chỉ có thể bị đánh chặn một cách đáng tin cậy bởi các hệ thống cấp cao của Ukraine. Đề cập đến các hệ thống phòng thủ không tinh vi nhất của Ukraine như Patriot do Mỹ chế tạo và hệ thống SAMTE của châu Âu. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV cho rằng, sự thiếu phản ứng nhất quán từ phía Nga trước cuộc xâm lược của Ukraine vào tỉnh Kursk và tốc độ tiến quân cho thấy quân đội Ukraine đã đạt được yếu tố bất ngờ về mặt tác chiến. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh Kursk vẫn đang tiếp tục như một phần của nỗ lực tác chiến của Ukraine trên lãnh thổ Nga.
Thế nhưng, Viện Nghiên cứu Chiến tranh sẽ không đưa ra các đánh giá về ý định của cuộc tấn công này của Ukraine để tránh làm tổn hại đến an ninh tác chiến của Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định, Kremlin gần như chắc chắn sẽ nỗ lực lấy lại các khu vực bị lực lượng Ukraine chiếm giữ ở tỉnh Kursk với mục tiêu hạn chế các hoạt động của Ukraine. Họ cho rằng một bước tiến đáng kể của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga sẽ là một thất bại chiến lược đối với Nga, làm suy yếu mục tiêu về sự ổn định, an ninh và sự hồi sinh địa chính của Nga mà Tổng thống Putin đã đề ra. Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã chỉ ra rằng nếu các báo cáo của Nga về tình hình ở tỉnh Kursk là chính xác và nếu chỉ huy quân đội Nga nhận thức tình hình như các nguồn tin Nga đã mô tả, họ sẽ có một phương án hành động tiềm năng để phản ứng với cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực. Các phản ứng có thể bao gồm: Phương án hành động 1. Chỉ huy quân đội Nga có thể quyết định sử dụng lính nghĩa vụ hiện có, lính biên phòng FSB, Rosgvardia và các lực lượng không chính quy khác đã được triển khai đến khu vực biên giới quốc tế để đẩy lùi các lực lượng Ukraine và phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk. Phương án hành động 2. Chỉ huy quân đội Nga có thể quyết định sử dụng lực lượng nhóm Bắc hiện có, được triển khai dọc biên giới Nga-Ukraine để phản ứng với cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk. Phương án hành động 3. Chỉ huy quân đội Nga có thể chọn triển khai các dự trữ chiến thuật mà họ đã tích lũy cho nỗ lực tấn công mùa hè năm 2024, hoặc các đơn vị tiền tuyến được trang bị tốt hơn và có hiệu quả chiến đấu cao hơn đến tỉnh Kursk từ các khu vực khác trong chiến trường. Phương án hành động 4. Chỉ huy quân đội Nga có thể tìm cách duy trì các lực lượng hiện đang được triển khai tại tỉnh Kursk, nhưng có thể tái triển khai các yếu tố không quân và tấn công đáng kể đến khu vực nhằm cải thiện khả năng của Nga trong việc chiếm lại lãnh thổ. Viện Nghiên cứu Chiến tranh viết và đề cao thắng lợi này của Ukraine. Sự thiếu phản ứng nhất quán từ phía Nga trước cuộc xâm lược của Ukraine vào tỉnh Kursk và tỷ lệ tiến quân của Ukraine cho thấy các lực lượng Ukraine đã đạt được yếu tố bất ngờ về mặt tác chiến dọc biên giới với Nga. Cả lực lượng Nga và Ukraine đã gặp khó khăn trong việc đạt được yếu tố bất ngờ về mặt tác chiến trong năm rưỡi chiến đấu qua do chiến trường ở Ukraine có phần trong suốt. Viện Nghiên cứu Chiến tranh còn cho rằng lực lượng Nga đã không học được bài học từ những khó khăn của các cuộc cơ động cơ giới trên chiến trường được coi là trong suốt của Ukraine. Tuy nhiên, với khả năng đạt được yếu tố bất ngờ rõ ràng trong trường hợp này, Ukraine dường như đang học hỏi và thích nghi với khía cạnh này của chiến trường. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng lưu ý rằng các quan chức Ukraine vẫn chưa trực tiếp bình luận về các cuộc tấn công đang diễn ra ở tỉnh Kursk. Các quan chức Mỹ lưu ý rằng cuộc tấn công đang diễn ra của Ukraine ở tỉnh Kursk không vi phạm vào các hạn chế của Mỹ đối với khả năng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu quân sự trong các khu vực biên giới của Nga. Trong khi Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố cảnh quay về những chiếc xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy, đã xuất hiện video cho thấy đoàn xe tải quân sự của Moscow bị cháy dọc theo một xa lộ ở khu vực Kursk, nơi các lực lượng của Kiev đột kích sang. Trong thông báo của mình, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết vào hôm 8 tháng 8, quân đội và lực lượng biên phòng của nước này đã ngăn chặn các lực lượng Ukraine tiến sâu hơn vào khu vực ở phía tây nam Liên bang Nga. Ngày 9 tháng 8, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố cảnh quay về những gì họ cho là xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy ở các khu vực biên giới thuộc tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Ngày 9 tháng 8, theo hãng tin Reuters, đã xuất hiện video cho thấy một đoàn xe tải quân sự của Liên bang Nga bị cháy dọc theo một xa lộ ở tỉnh Kursk thuộc miền nam Liên bang Nga, nơi các lực lượng của Kiev đột kích sang. Trong đoạn video, người ta có thể thấy khoảng 15 xe tải, bao gồm 2 chiếc có ký hiệu Z mà Liên bang Nga sử dụng làm biểu tượng cho hoạt động quân sự đặc biệt của mình ở Ukraine. Ngày 6 tháng 8, quân đội Nga cho hay lực lượng ủng hộ Ukraine đã tràn vào khu vực Kursk, triển khai khoảng 1.000 quân, hơn 20 xe bọc thép và xe tăng. Sau đó, Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga đã tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp ở Kursk. Hôm 7 tháng 8, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov đã báo cáo rằng cuộc tấn công của Ukraine đã bị quân đội Nga ngăn chặn và chiến dịch đánh đuổi lực lượng quân xâm nhập đã được tiến hành. Ngày 9 tháng 8, blogger quân sự Mikhail Zivchuk đã cho biết rằng các đơn vị quân đội Ukraine tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát của họ ở huyện Sudzhansky của tỉnh Kursk lên tới 30 km. Về phần mình, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Washington, Mỹ, quân đội Ukraine đã tiến sâu hơn 15 km, tương đương với 9 dặm vào lãnh thổ Liên bang Nga. Sau khi quân đội Ukraine phát động một cuộc đột kích lớn vào vùng Kursk của Nga, quân đội Nga đã phải điều động các phi đội cường kích Su-25 tham gia nhiệm vụ đánh chặn các đoàn xe thiết giáp Ukraine tiến vào tỉnh Kursk. Trong đoạn video được quân đội Nga công bố, có thể thấy các cường kích Su-25 bay theo cặp đã nã nhiều tên lửa không dẫn đường nhằm vào những khu vực rừng cây nghi có binh sĩ Ukraine ẩn nấp.
toàn bộ cuộc không kích được máy bay không người lái trinh sát Nga hoạt động gần đó ghi lại. Ngày 9 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã dùng máy bay chiến đấu ném bom siêu thanh Su-34 tấn công nơi tập trung nhân lực và trang thiết bị quân sự của Ukraine ở vùng Sumy, giáp với khu vực Kerch của Nga, bằng một quả bom bay nặng 3 tấn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phi hành đoàn máy bay ném bom chiến đấu siêu âm đa chức năng Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ đã tấn công nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine tại điểm triển khai tạm thời được xác định là một trong các quận của vùng Sumy giáp với vùng Kerch. Cuộc tấn công được thực hiện bằng bom trên không FAB-3000 với mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát. Sau khi trinh sát xác nhận đã tiêu diệt mục tiêu, tổ bay trở về sân bay khởi hành an toàn. Đầu ngày 9 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về các cuộc tấn công bằng đường không và tên lửa nhằm vào lực lượng dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Sumy. Trong khi đó, Cảnh sát Quốc gia Ukraine tuyên bố cần sơ tán khoảng 20.000 cư dân của khu vực biên giới dài 10 km ở khu vực này. Tại vùng Kerch của Nga, quyền thống đốc khu vực Alexei Smirnov cho biết các khoản trợ cấp khẩn cấp với số tiền 10.000 rúp đã bắt đầu được xử lý cho những cư dân bị pháo kích và buộc phải rời bỏ nhà cửa. Trước đó, ông Smirnov đã thông báo cho Tổng thống Vladimir Putin về sự cần thiết phải cung cấp hỗ trợ tài chính một lần cho người dân, vì nhiều người đã rời khỏi nhà mà không mang theo giấy tờ. Nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý với đề xuất này và hứa rằng các nguồn lực sẽ được gửi đến kịp thời. Người đứng đầu nhà nước Nga cũng chỉ đạo lãnh đạo khu vực cùng với các cơ quan ban ngành khác đánh giá thiệt hại gây ra như mất nhà cửa, tài sản. Ông Putin kêu gọi làm việc trực tiếp với mọi người, tiếp cận mọi gia đình. Hiện chính phủ Nga đã phân bổ 220 triệu rúp từ ngân sách để hỗ trợ tài chính cho người dân vùng Kerch. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!